thích ăn cơm trứng, cơm rang trứng hả? Có cơm rang bò cũng thích hả? Cô thích đi. Chắc là chị không hiểu em giải thích. Ví dụ nhá. Chị vào bánh này, tất cả cái gì vào cơm rang cho chị làm. À, tức là bây giờ chị Quỳnh Anh dạy Isabel nấu cái làm cơm rang à? Vâng. Hành. Isabel. Tại vì có rất nhiều loại. Em thích ăn cơm rang. Nhiều loại. À. Rất nhiều loại cơm rang. Đúng rồi, ở Việt Nam rất là nhiều loại cơm rang. Thế nên là em đang hỏi Isabel là nếu thích loại nào, loại kiểu như là cơm rang trứng hay là cơm rang thịt bò hay là cơm rang thịt gà hay cơm rang dưa. Đấy. Chị hay nấu hai. Thế ở Việt Nam thì Isabel thích ăn món cơm rang gì nhất? Bò. Cơm rang bò. Bò. Đấy, nên nó mới hơi khác hơn. À. Rồi. Tức là bây giờ chị Quỳnh ghi nguyên liệu làm cơm rang ra gì? Đúng rồi, cái mà em ra đúng rồi chị. Nha, chị sẽ cho hành, cơm nha. Không phải cho trứng. Không phải chị cho cái hạt đậu xanh ấy. Giống nhau chi hôm trước em bảo chị để mua cho em nữa. Cái hạt đậu khác, loại hạt đậu mà nó mềm hơn, nó bán ở trong thị, có xanh xanh. Ngô nhé, cho cả cái ngọt ngọt của chi vào ngô đúng không? Ừ. Được rồi, em ăn rất nhiều loại. Có ngô ngọt này, xong rồi chị sẽ cho thêm có thể là xúc xích hoặc là một loại thịt gì đó ở đây. Có hành lá, cái hành màu xanh không ăn được em ăn nữa đó. Tiếp tục cái loại của em ăn thì nó sẽ có những cái gì? Thịt là cơm rang bò ấy. Ở đây là hành rồi đúng không? Hành rồi. Có cơm có trứng cũng có trứng à? Vâng. Ok. Không có thịt bò à? Thịt bò. Nhưng mà thịt bò băm hay là thịt bò em sẽ tạo thành miếng? Không biết là bò thôi, thịt bò. Thế tức là họ đã băm nhỏ ra rồi, bò. Dùng spaghetti nhìn nhỏ ra, ok. Rồi, thế cái này chị có thể nấu được. Còn một loại rau. Ừ, rau. Rau gì? Rau cải. Em có thích rau cải. Rau cây, ở đây có à? Nhưng mà cơm rang em ăn thì nó có rau gì? Chị chưa thấy là nó cho trong tâm gì. Yên tâm, chị nấu sẽ ngon. Em ăn cho thử ăn. Thế ở Việt Nam em ăn cái cơm rang đấy nó có cái vị chua không? Có. Cái rau có vị chua à? Vâng. À, đấy là rau cải muối. Đấy là dưa đấy. Dưa cải. Dưa cải. Nhưng mà em phải học làm muối dưa trước. Ở đây có rau cải để muối dưa đấy. Đúng rồi. Cô vì Maria. Cô vì. Cô vì. À kia cô vì Sinés. Cô vì Sina. Cô vì Sina. Ok. À đấy, thế thì ở Angola này có đầy đủ nguyên liệu để cho em làm cơm rang còn gì? Rồi. Nấu cái này rất dễ. Không nào ăn sẽ nấu. Cà chua. Cái này có đủ hết rồi. Cà chua. Cà chua nữa. Ok. Đấy, giờ mình không nhớ thế mà. Thế mà chị Quỳnh bảo chị Quỳnh đâu cho ăn. Xấu hổ quá. Yên tâm, loại nào cũng được mà. Cái này là... Đấy à. Cái này là thập cẩm ấy. Isabel còn nhớ trong cơm rang có cà chua. Thế mà chị Quỳnh bảo chị Quỳnh nấu cho ăn mà cuối cùng chị Quỳnh không nhớ có cà chua. Bình thường mình cũng không hiểu cả. Có thể cho cà chua vào cũng ngon. Ok. À thế vậy là ăn cơm rang bò vậy là nhớ như thế. Giỏi đấy chứ, 3 năm rồi đúng không? 3 năm rồi, chào. 3 năm ăn cơm rang bò vẫn nhớ ở trong đây có vị gì. Nhưng mà không biết là... Mà cái khôn có... À có thì
Đây là vẫn là nghiện cái món trong đấy có dưa chua là nghiện hơn đúng không? Nhưng mà đúng mà cơm rang bò mà có dưa ăn ngon mà. Vâng. Ừ. Chứ chắc là cũng thử nhiều loại cơm rang ở Việt Nam rồi nhưng mà thích ăn nhất là món đấy đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì chuẩn rồi. Thế vậy thì mùa này chưa có cơm rang bò cho em ăn được. Tại vì mùa này là mùa không còn rau cải nữa rồi, không muối dưa được. Lần sau em sẽ nấu phở. Phở của một lần. Người ta bán ở ngoài mấy người làm một cái gì khác nhau. Thế vậy chị Quỳnh bao giờ thì mình làm món cơm rang cho Isabel ăn vậy? Thôi để đến mùa sau. Để đến mùa sau. Mùa sau nó hẹn cơm rang dưa. Mùa sau thì sẽ hẹn cơm rang dưa với Isabel. Bên này tại vì không sẵn rau cải. Kể mà ở trên nhà anh mà có sẵn nước anh trồng rau cải được thì vẫn lấy được, nhưng không có nước thì trồng rau cải. Trước khi mà Isabel sinh em bé thì hứa là cái món cơm rang đấy rồi. Chứ để sinh xong thì ăn dưa lại không tốt lắm. Tại vì ở bên Angola thì người ta cũng là phải có kiêng không ấy. Ở Việt Nam mà khi đẻ xong sinh con bé xong không ăn cái dưa muối. Ăn dưa muối sợ kiểu đau phúc ấy, nó lạnh ấy. Thế ở bên này sinh đẻ người ta có kiêng gì không? Ăn uống có kiêng không? Có. Ví dụ người ta ăn nhiều phun. Ăn nhiều phun hơn à? Ừ, ăn nhiều phun. Hoặc là thấy gì có sốt. Sốt. Để dễ ăn. Thì người ta sẽ không ăn gì, kiêng không ăn gì? Có. Sẽ kiêng không ăn cái gì? Ăn hết nữa. Không ăn nhiều cơm tại vì khó. Khó ăn à? Không. Xe củ. Khô. Cái gì khô nhiều. Anh đang hỏi cái lúc ở bên này cái thai á, lúc đẻ xong ấy. Thì mọi người kiêng như thế đúng không? Ở Việt Nam thì mọi người kiêng cả tháng trời á, không ra ngoài ấy. Ở đây cũng thế. Ở đây cũng kiêng như thế á? Vâng. Thế sao anh mấy lần anh thấy mọi người có người đi sinh về xong người ta đi ra ngoài người ta đội nước cơ, người ta đi lấy nước ấy. Vừa sinh xong một ngày đã đi ra ngoài để xách nước, lấy nước. Về để sinh ngoài. Tức là ở đây vẫn kiêng một tháng không ra ngoài à? Vâng. À, có kiêng gió, tránh gió đi đúng không? Phải ở nhà một người làm cho. Tức là ở nhà một người nấu ăn cho à? Thế vậy sau này Isabel mà sinh thì ai nấu ăn cho Isabel? Một con trai là bác. Bác là con trai đúng không? Con gái là gì? Cũng có thể gọi là bác. À là một bác gái à? Vâng. À thì sẽ có một bác gái đến để phục vụ một tháng giờ. Vâng. À. Năm trước, cái đấy bác em ở nhà vô của em, rồi em ngồi bên kia một tháng, sáu chung. Vậy mà anh gặp mấy người rồi sinh xong, xong là người ta cứ đi ra ngoài, người ta còn lấy nước cơ. Thế à, trước một tháng à? Trước một tháng, chỉ sinh hôm nay xong là hôm sau đã đi ra ngoài đội nước rồi. Chắc là người ta khổ quá đúng không? Ừ. Người ta vất vả quá, không có người chăm nên người ta phải làm thế đúng không? Chứ vẫn kiêng một tháng nhỉ? Mà không tốt. Ừ, nó không tốt. Phải nghỉ được một tháng. À. Đó vẫn là bình thường. À. Thế vậy mà không hỏi em là anh không hiểu, anh không biết đâu đấy. Anh cứ nghĩ là sẽ như người ta như thế là cứ đi ra ngoài thôi đấy.
nếu anh hỏi mấy người tại sao em để nhưng mà đang làm cái gì thế ấy, thì người ta sẽ hỏi tại vì không có ai để giúp đó. À, chắc là nhà người ta không ai giúp đúng không? Đấy, vậy mà trước giờ cứ nghĩ là ở bên này là ta đẻ xong là người ta có thể cứ đi ra ngoài chẳng ai kiêng cữ gì cả. Hóa ra vẫn kiêng nhỉ. Bên ăn con này vẫn kiêng. À giờ anh mới hiểu, mới biết đấy. Cái quả lu ao mà no se deixe no more so se ama y no prometo nunca te deixa y yo contigo que volveré a ser porque prometí contigo viver.